Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 bước vào ngày thi đầu tiên, cùng với các thí sinh trong cả nước, hơn 12.140 thí sinh tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia kỳ thi. Với nhiều hoạt động lễ hội và những sản phẩm dịch vụ mới, Thừa Thiên Huế đã thu hút trên 2,5 triệu lượt khách trong 6 tháng năm 2019. Là địa phương giàu tiềm năng du lịch, Phú Lộc đang là vùng đất thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo tiền đề cho sự hình thành khu du lịch tầm cỡ của quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 6, gần 900.000 thí sinh trong cả nước dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 với bài thi đầu tiên là môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đây là kỳ thi quan trọng đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của mỗi thí sinh. Kỳ thi diễn ra với 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Để xét tuyển đại học, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp phù hợp với môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định. Cùng với các thí sinh trong cả nước, tại cụm thi số 33 tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay có hơn 12.140 thí sinh tham gia kỳ thi. Phản ánh của phóng viên thời sự về buổi thi đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Ngay từ sớm, khá đông thí sinh đã có mặt tại điểm thi để bắt đầu môn thi đầu tiên của kỳ thi năm nay, môn ngữ văn. Giống như các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trước, kỳ thi năm nay cũng được tổ chức ngay tại địa phương nên các thí sinh đến điểm thi khá thuận lợi. Khác với các môn còn lại, thời gian thi môn ngữ văn là 120 phút với hình thức thi tự luận gồm các phần đọc hiểu, nghị luận xã hội và có câu hỏi yêu cầu thí sinh phải tư duy sáng tạo, gắn kiến thức văn học với đời sống xã hội. Đề thi năm nay với câu hỏi nghị luận xã hội về sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống được các thí sinh đánh giá là khá hay và vừa sức với học sinh. Phần nghị luận văn học về hình tượng sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường cũng được nhiều thí sinh cho là rất hay và giàu hình ảnh, đặc biệt với những thí sinh của thành phố Huế. Theo các thí sinh, chỉ cần nắm vững các nội dung trong sách giáo khoa, các em đã có thể hoàn thành tốt từ 60 đến 80% đề thi. Đề văn năm nay là em thấy hẳn cùng mang tính thiết thực cao và có sự nói chung hẳn cùng có sự kết nối giữa phần đọc hiểu và phần làm văn. Và sông Hương thì em nghĩ cũng là một lợi thế cho dân xứ Huế mình. Em thấy nghị luận văn nghị luận xã hội thì rất là thiết thực, còn nghị luận văn học thì thực sự là không được như ý muốn của các bạn, nhưng sông Hương cũng là một vẻ đẹp của Huế nên người Huế mình chắc cũng đạt được điểm cao trong kỳ thi. Dạ đi bám sát chương trình đề khá là ổn, đề rất hay ạ. Em thấy thì là phần tiếng Việt thì hẳn khá là ổn, còn phần văn thập lâm văn thì hẳn nói chung là em học cũng không trúng tuổi cho nên là cũng ổn thôi ạ. Em thấy đề thì cũng dễ, với lại cũng chủ yếu khả năng Việt văn của thí sinh, còn lại thì đề ra như vậy là em thấy cảm thấy là làm được. Sau môn thi đầu tiên, các thí sinh đều đánh giá không khí trong phòng thi nghiêm túc. Bên cạnh đó, công tác an ninh ở các điểm thi khá tốt, lực lượng công an được bố trí ở những vị trí cần thiết của điểm thi, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc. Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Trước khi các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ và động viên thí sinh tại nhiều điểm thi trên địa bàn, đảm bảo cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế và tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh khi bước vào phòng thi. Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khi đến kiểm tra các điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu và trường Trung học phổ thông Thuận An. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại đây, đồng thời nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là phải đảm bảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn diễn ra tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng có thí sinh không đến được điểm thi do lý do khách quan. Là điểm thi lần thứ tư trong 31 điểm thi của toàn tỉnh với hơn 500 thí sinh dự thi, nên để thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là kỳ thi quốc gia, do vậy càng phải tuyệt đối nghiêm túc, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các hành vi tiêu cực liên quan. Cán bộ coi thi phải tạo bầu không khí cởi mở giúp các thí sinh tự tin làm bài hết khả năng vì thành công chung của kỳ thi. Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm kiểm tra điểm thi trường Trung học phổ thông Thuận An và động viên dặn dò thí sinh bình tĩnh, tập trung đọc kỹ đề để làm bài đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến kiểm tra tại các điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học và Trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Đến kiểm tra các điểm thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đặc biệt lưu ý đến các trường điểm thi, các cán bộ, giáo viên, giảng viên làm công tác tại đây thực hiện nghiêm túc quy chế, đảm bảo một kỳ thi an toàn, công bằng và nghiêm túc. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh ban hành chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Chính vì vậy, các cán bộ làm công tác coi thi, kiểm tra bài thi, chấm thi đều phải đảm bảo tất cả các khâu để kỳ thi được an toàn, đúng quy chế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đặc biệt nhấn mạnh việc cán bộ coi thi phải tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng này. Với việc điều động 1.888 cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia ban coi thi, các cán bộ coi thi phải thực hiện đúng quy chế, tuy nhiên không tạo không khí quá căng thẳng đối với thí sinh, cân lường trước được những tình huống đặc biệt có thể xảy ra để xử lý theo hướng công bằng cho thí sinh. Tại các điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng động viên các em thí sinh bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung đã kiểm tra công tác này tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung đánh giá cao công tác chuẩn bị tại điểm thi. Về cơ bản đáp ứng đảm bảo cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ kỳ thi, việc lắp đặt mới hệ thống camera giám sát phòng chứa đề thi, bài thi tại các điểm thi theo quy định. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý cần quan tâm kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ tốt và tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, chất lượng tốt. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có 700 thí sinh dự thi với 30 phòng thi. Thưa quý vị, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra tại Thừa Thiên Huế trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Một trong những vấn đề quan tâm đó là đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia của tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ nhiều phương án để thực hiện tốt công tác này. Chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, trước đó, hai đơn vị gồm Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, cũng như thực hiện kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sở giáo dục. Tại tất cả các điểm thi đều có cán bộ y tế trực tập trung sẵn sàng sơ cứu. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chuẩn bị tất cả các phương án làm thế nào để hệ thống quạt thoáng mát giúp các em làm bài trong thời tiết nắng nóng. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm và các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố có địa điểm thi thì đang chuẩn bị công tác kiểm tra phục vụ lồng ghép với công tác kiểm tra dịch, thì lồng ghép với công tác là hỗ trợ kiểm tra cho các cái điểm coi thi thì cũng góp một phần trong vấn đề là hạn chế tình hình dịch bệnh, đảm bảo được cái sức khỏe cho các cháu khi thi cử. Tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 12.140 thí sinh dự thi tại 31 điểm thi trải đều trên địa bàn toàn tỉnh. Kỳ thi năm nay trùng vào thời điểm nắng nóng kéo dài đang diễn ra tại khu vực miền Trung, ít nhiều tác động không ít đến sức khỏe các thí sinh. Nắng nóng tác động dễ dẫn đến tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã có những khuyến cáo với các bậc phụ huynh và các em học sinh giữ gìn sức khỏe để bước vào kỳ thi, tránh tạo ra sự căng thẳng áp lực. Đối với thời tiết nắng nóng này thì cần phải tăng cường dinh dưỡng cho các em. Thứ hai là chúng ta phải tập trung sử dụng các cái điều kiện mát để cho các em có thể là có sức khỏe đủ để thi cử trong những ngày thi. Thứ ba là chúng ta cố gắng tạo điều kiện cho các em nghỉ ngơi thoải mái sau các cái buổi thi, thì cũng là giúp cho các em tái tạo lại cái dinh dưỡng và sức khỏe để tham gia thi cử. Thì chúng tôi cũng đã có ý kiến đề nghị là nên chuẩn bị đầy đủ phòng ốc thoáng mát, có đủ nước uống cho các em và đặc biệt là có được các cái phương tiện mà thông thoáng để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh cũng như người qua thi. Với sự tham gia chủ động tích cực của ngành y tế trong thời gian qua cũng như những kinh nghiệm chuẩn bị thành công của những kỳ thi trước, tin tưởng rằng các hoạt động phối hợp của hai sở sẽ góp phần đem lại thành công cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Sáng nay, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Thủ trưởng và Kế toán trưởng các đơn vị dự toán cấp 1 ngân sách tỉnh, Giám đốc và Kế toán trưởng các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nguyễn Đình Đề cho biết, báo cáo tài chính nhà nước hàng năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thuyết minh về tình hình tài chính nhà nước, kết quả hoạt động tài chính của năm ngân sách trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là báo cáo quan trọng đối với lãnh đạo tỉnh để hoạch định chính sách, đánh giá hiện trạng và quản lý toàn bộ các nguồn lực, nghĩa vụ và tình hình sử dụng nguồn lực của tỉnh để đưa ra những phương hướng, giải pháp và các quyết sách phù hợp đảm bảo phân bổ và sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả để quản lý chặt chẽ việc vay nợ, duy trì tính ổn định và bền vững tình hình tài chính địa phương. Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng đã quán triệt một số vấn đề cơ bản về công tác lập và gửi báo cáo tài chính nhà nước năm 2018, hướng dẫn thực hiện công tác nộp báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 trên cổng thông tin tổng kế toán. Với nhiều hoạt động lễ hội, tăng thêm những sản phẩm dịch vụ mới, Thừa Thiên Huế đã thu hút lượng du khách lớn trong 6 tháng đầu năm 2019. Theo Sở Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thừa Thiên Huế đón và phục vụ hơn 2,5 triệu lượt khách, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 1,1 triệu lượt, bằng 110% so với cùng kỳ. Tính riêng khách lưu trú tại các khách sạn ước đạt 1 triệu 150.000 lượt, bằng 106% so với cùng kỳ. Thị trường khách quốc tế đến Huế dẫn đầu vẫn là các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan. Tổng doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt hơn 2.400 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ. Hiện nay vào mùa cao điểm đón khách nội địa, lượng khách đến Huế đang tăng cao. Một số tour du lịch sinh thái biển, đầm phá, suối thác, du lịch trải nghiệm làng quê thu hút nhiều du khách. Ngành du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu trong năm nay lượng khách tăng khoảng 8%, doanh thu du lịch tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Thưa quý vị, trong định hướng xây dựng và phát triển ngành kinh tế mũi nhọn du lịch dịch vụ của Thừa Thiên Huế, việc tập trung đầu tư phát triển các khu du lịch tầm vóc quy mô được xác định là hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng điểm đến hấp dẫn du khách. Là địa phương giàu tiềm năng du lịch, huyện Phú Lộc đang là vùng đất thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực này với khoảng 30 dự án, tổng vốn đăng ký trên 55.000 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động và đang được triển khai, hứa hẹn sẽ tạo ra sự bứt phá mới về phát triển du lịch của tỉnh, đồng thời tạo tiền đề để Phú Lộc xây dựng phát triển khu du lịch tầm cỡ của quốc gia, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại Phú Lộc, dự án khu du lịch quốc tế Minh Viện Lăng Cô đang tập trung đầu tư các hạng mục để đảm bảo tiến độ. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư 368 triệu đô la Mỹ, được xây dựng trên diện tích 102 hecta, bao gồm hệ thống khách sạn, khu resort, trung tâm hội nghị và các dịch vụ bổ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động vào quý 1 năm 2024, trong đó giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2020. Với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, hiện nay Minh Viện đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời quan tâm đến chiến lược thị trường khách. Giai đoạn 1 dự án đang tiến hành đầu tư và sẽ đưa vào vận hành vào cuối năm 2020. Và tiếp theo đó là chúng tôi sẽ tiến hành đầu tư và hoàn thành các giai đoạn còn lại. Song song với đó thì mỗi một giai đoạn thì sẽ gắn với lại một cái khách sạn, và công ty chúng tôi cũng đã hợp tác với những tập đoàn quản lý khách sạn lớn có thương hiệu thế giới. Chẳng hạn như giai đoạn 1 thì chúng tôi đã hợp tác với tập đoàn quản lý khách sạn World Hotel của Đức, và thông qua cái tập đoàn quản lý khách sạn này á, chúng tôi có thể giới thiệu được cái sản phẩm của mình đến rất nhiều nguồn khách trên thế giới, đặc biệt là khách các khu khách Âu Mỹ. Trên địa bàn Phú Lộc, nhiều dự án du lịch đang được triển khai các bước để đầu tư, gồm khu phức hợp du lịch và dịch vụ Đăng Kim Long, khu du lịch Lăng Cô Đầm Lập An, dự án khu du lịch Bãi Cả, khu du lịch nghỉ dưỡng Địa Trung Hải, khu du lịch Bạch Mã. Đồng thời, cả khu du lịch đã được đưa vào hoạt động hiệu quả như Laguna, Vedana, Thanh Tâm, Làng Cò. Tại khu du lịch Laguna Lăng Cô của tập đoàn Bayanji đã được Thủ tướng đồng ý cho tăng vốn điều lệ và tăng vốn đầu tư dự án Laguna Lăng Cô từ 875 triệu đô la Mỹ lên 2 tỷ đô la Mỹ, qua đó bổ sung hoạt động kinh doanh casino và đầu tư thêm các hạng mục. Đây là khu du lịch lớn nhất ở Thừa Thiên Huế với đa dạng các dịch vụ thu hút lượng khách du lịch lớn hàng năm. Chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khai thác đa dạng các dịch vụ biển, giải trí, ẩm thực, spa để phục vụ du khách. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư phát triển quy mô dịch vụ và mở rộng thị trường khách trong thời gian tới. Tập trung cho phát triển du lịch dịch vụ là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của huyện Phú Lộc. Năm 2019, Phú Lộc phấn đấu đạt 1,2 triệu lượt khách. Huyện sẽ hoàn thành và đưa vào thực hiện đề án sắp xếp và phát triển các điểm du lịch trên địa bàn huyện, tiếp tục khai thác nâng cao chất lượng dịch vụ ở các điểm du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn, đặc biệt phát huy giá trị thương hiệu Lăng Cô Vịnh Đẹp Thế Giới. Là thông qua cái thương hiệu Vịnh Đẹp để tiếp tục thu hút đầu tư, đặc biệt là trên lĩnh vực
du lịch dịch vụ, đặc biệt là những nhà đầu tư lớn để đầu tư cho mảnh đất Lăng Cô này, để góp phần đưa cái vùng kinh tế Chân Mây Lăng Cô ngày càng phát triển theo quy hoạch định hướng chung của Thủ tướng Chính phủ. Tại Phú Lộc, tiềm năng du lịch biển, đầm phá, suối, hồ là một lợi thế để khai thác phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, các dịch vụ giải trí, thể thao biển. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa khai thác hiệu quả để có những sản phẩm dịch vụ mới xứng tầm. Một thuận lợi cho Thừa Thiên Huế Phú Lộc là Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Lăng Cô Cảnh Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là cơ hội để đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ tại vùng đất này. Vùng Lăng Cô Cảnh Dương được xác định là một trong những cái khu trọng điểm du lịch quốc gia. Với quan điểm là phát triển cái loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch giải trí cao cấp thì như là casino này, như là cái hệ thống sân golf này, như các cái khu biệt thự cao cấp này, thì tất cả những cái loại hình này sẽ làm phong phú, đa dạng và kéo dài thêm cái thời gian lưu trú của khách. Tỉnh, huyện Phú Lộc đang thực hiện theo quy hoạch tổng thể được phê duyệt với định hướng phát triển Lăng Cô Cảnh Dương xứng tầm một điểm đến mang tầm cỡ quốc tế với những sản phẩm du lịch nổi bật về nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, các sự kiện văn hóa thể thao, cảng quốc tế, hình thành được thương hiệu khu du lịch quốc gia Lăng Cô Cảnh Dương, nâng cao sức cạnh tranh, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu tăng mới số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 2.700 người, đến năm 2020 tăng mới ít nhất thêm 2.900 người. Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và Bưu điện tỉnh đang tích cực tổ chức các hội nghị truyền thông, vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện xuống tận các thôn, xóm. Mục tiêu vận động tham gia mới tối thiểu đạt 15 người trên tổng số 50 đến 70 người được mời tham dự. Bình quân hàng tháng tổ chức 2 hội nghị trên mỗi địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Số hội nghị truyền thông vận động dự kiến sẽ được tăng dần trong 3 năm tới đây. Năm 2019 là 197 cuộc, năm 2020 là 218 cuộc và năm 2021 là 220 cuộc. Theo báo cáo tổng hợp từ Ban Thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 3.397 người, đạt 136,6% kế hoạch được giao, đứng thứ 3 trong số bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố. So với năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Thừa Thiên Huế tăng 1.821 người, tương ứng 115,5%. Thưa quý vị, xác định huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên mới tạo ra sức mạnh thực sự cho đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Nhâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trọng đẩy mạnh công tác huấn luyện gắn với xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Đây là tình huống huấn luyện, bảo đồng sẵn sàng chiến đấu tại chỗ của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm. Những động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, thuần thục. Các thành phần thực hành chính xác, cơ động với sự phối hợp nhịp nhàng thể hiện sự nhuần nhuyễn của bộ đội trong điều kiện tác chiến hiện đại. Những tình huống báo động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đồn tại chỗ như thế này thì đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện qua đó để nâng cao ý thức địch tình và khả năng sẵn sàng cơ động của tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, ngoài việc làm tổ công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người, giáo án, mô hình, học cụ, thì việc tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên được đơn vị đặc biệt quan tâm. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị chủ trọng huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nhờ tuân thủ quan điểm phương châm các mối kết hợp trong huấn luyện, đơn vị đã kịp thời giải quyết những khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện. Với phương châm là cơ bản, thiết thực, vững chắc, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát với tình hình thực tế, địa bàn đơn vị và quân số, vũ khí trang bị được biên chế của đơn vị, đổi mới công tác huấn luyện, phương pháp huấn luyện đạt được hiệu quả cao và đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ biên giới, an ninh quốc gia được phối hợp chặt chẽ và luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đóng quân trên địa bàn biên giới có thời tiết khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn.
Bên cạnh nâng cao nghiệp vụ, với ý chí tự lực và chủ động trong mọi tình huống, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn hàng ngày, xây dựng cảnh quan đơn vị, tạo điều kiện để bộ đội có môi trường sinh hoạt, học tập, huấn luyện. Đồng thời làm mô hình mẫu để vận động người dân trên địa bàn phát triển kinh tế gia đình. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy cũng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mà nòng cốt đó là chúng ta phải xây dựng được cái cảnh quan môi trường và cái môi trường tăng gia của đơn vị. Là trong cái việc mà xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp sáng và có cái môi trường tăng gia liên hoàn như thế thì là tạo cho cả bộ chính trị là cái niềm vui hăng say lao động sau những buổi tuần tra và sau những buổi huấn luyện, đó là một nơi thư giãn và một cái góc để cả bộ chính trị thể hiện cái công lao của mình trong đó góp xây dựng đơn vị. Xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi là nhiệm vụ không đơn giản, nhất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhưng có thể nói, với cách làm sáng tạo, sát với tình hình thực tế của đơn vị, nhờ vậy mà cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện tổ công tác huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới của Tổ quốc. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.